Chào các bác, Cửa An lại lấy về rất nhiều mic B1B hàng sách tay, lại lên sóng để đăng để anh em xem qua. Mic này thì cửa hàng đã bán rất nhiều từ xưa đến nay và giá vẫn như cũ 550.000 một chiếc. Còn bác nào mua lẻ, mua một đôi thì là giá 1 triệu. Và giá này là giá tại cửa hàng anh em nha. Nếu các bác ở xa thì cửa hàng có thể gói gửi qua dịch vụ Viettel, họ sẽ thu tiền tận nơi, thu tiền hàng và tiền cước. Tiền cước thì tùy theo các bác gần hay xa mà sẽ mất tầm 40 đến 60 nghìn tiền cước. Càng ở sâu xa thì càng mất nhiều cước. Thì thật ra là 40 đến 60 nghìn tiền cước là quá rẻ so với việc các bác phải đến tận nơi. Bởi vì nếu ở xa mới đi lại xăng xe thì nó còn quá tội. Thì ở đây chỉ là báo giá tại cửa hàng anh em nha. 550 nghìn một chiếc và 1 triệu là một đôi. Đây, trong hộp mic thì gồm như thế nào? Một cái cuộn rơi, đây gồm như thế nào? Cái bao da này, cái củ mic này, cái chụp ở đầu mic và cái chặn con lăn, chống lăn. Và đây cuộn dây, dây nó dài tầm 5 mét. Đó, cửa hàng đang đấu sẵn một cái mic và chuẩn bị alo để anh em có thể nắm được. Thông tin địa chỉ thì rất rõ trên tấm biển màu đỏ này. Anh em ở xa có thể nhắn tin hoặc là gọi điện đặt hàng cho địa chỉ thông tin rõ ràng. Ở cửa hàng gói gửi cho anh em, tiền thu sau. Bởi vì cái mặt hàng này nó không phải quá nhiều tiền, nếu các bác xem rõ thì có thể đặt hàng, ở cửa hàng sẽ gói gửi cho anh em. Tôi sẽ alo một đoạn nha. Alo, xin chào quý vị và các bạn. Các bác đang nghe đó là tiếng mic từ chiếc mic BMB hàng sách tay bên Nhật, giá 550.000 một chiếc, 1 triệu đồng là một đôi. Đây là giá tại cửa hàng. Tiếng mic to, trong, rõ, ngọt ngào. Mic này tôi dám đảm bảo với anh em là hay vượt tổng tiền luôn. Tiếng bắn mic. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Xin chào quý vị và các bạn. Rất mượt mà, phê đúng không anh em? Alo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ là cửa hàng có thể gói gửi cho các bác nhé. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại.